Bình thường, dạ dày của chúng ta có hàng tỷ tế bào. Chúng nhân lên, tồn tại và chết đi dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ, phức tạp và kỳ diệu của cơ thể. Vì một lý do nào đó, như đột biến gen, tế bào thoát khỏi sự kiểm soát này. Nó ồ ạt nhân lên và lan tràn, gọi là các tế bào ung thư. Ung thư dạ dày không những xâm lấn các tế bào lành, nó còn xâm lấn các tạng kế cận, thậm chí di căn đi xa, đe dọa đến tính mạng người bệnh. Ung thư dạ dày là một trong các bệnh lý ác tính hay gặp nhất ở tại Việt Nam. Nó đứng thứ 3 sau ung thư gan và ung thư phổi. Việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư dạ dày đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp cải thiện tiên lượng điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Vậy các phương pháp tầm soát ung thư dạ dày hay được áp dụng gồm những phương pháp nào? Đâu là phương pháp tốt nhất để tầm soát ung thư dạ dày? Câu trả lời sẽ có trong video này. Thăm khám lâm sàng. Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng để khám tầm soát ung thư dạ dày. Khoa học dù phát triển đến đâu, trí tuệ nhân tạo có thể áp dụng mọi khía cạnh cũng không thể thay thế được vai trò của người bác sĩ. Việc thăm khám lâm sàng cẩn thận, tỉ mỉ, khai thác khéo léo các triệu chứng lâm sàng, tìm hiểu tiền sử bản thân và gia đình, các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, nghiện rượu, các bệnh lý di truyền sẽ giúp bác sĩ đánh giá một cách tổng thể nguy cơ và chỉ định các xét nghiệm sàng lọc phù hợp. Khi bệnh ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn muộn, các triệu chứng lâm sàng rầm rộ, người bệnh thiếu máu, gầy sút, suy kiệt, bụng lõm lòng thuyền, sờ thấy khối cứng chắc ở vùng thượng vị, bác sĩ có thể dễ dàng định hướng được chẩn đoán ung thư dạ dày. Xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân. 95% các trường hợp ung thư dạ dày xuất phát từ lớp biểu mô lót bên trong lòng dạ dày. Ngay từ giai đoạn đầu, khối u mới hình thành và phát triển, nó có thể xâm lấn vào các mạch máu, hoặc bản thân khối u có thể hoại tử, loét hóa, gây xuất huyết vào trong lòng dạ dày. Giai đoạn sớm máu chảy rì rả, ít một nên rất khó để phát hiện. Nếu chảy máu nhiều, ồ ạt sẽ gây nôn máu và đi ngoài phân đen. Xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân có thể phát hiện máu chảy ở dạ dày nói riêng và niêm mạc đường tiêu hóa nói chung ngay từ giai đoạn sớm máu chảy rì rả. Đây là phương pháp tầm soát rất tốt, chi phí thấp, dễ thực hiện, có thể tầm soát cho một cộng đồng lớn. Khi có máu trong phân, chỉ định nội soi dạ dày và thậm chí cả nội soi đại trực tràng sẽ được đặt ra. Cần lưu ý rằng khi test tìm máu ẩn trong phân dương tính, tức là có máu trong phân, ngoài ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng còn gặp trong các bệnh lý lành tính khác như polyp đại tràng, viêm loét dạ dày, viêm loét đại trực tràng. Bạn không cần phải lo lắng, nhưng rất cần thiết phải thực hiện nội soi và kết hợp với các xét nghiệm tầm soát ung thư khác. Xét nghiệm pepsinogen trong máu. Pepsinogen là tiền chất của pepsin. Đây là một enzyme được tiết ra bởi các tế bào chính ở niêm mạc dạ dày. Dưới tác dụng của acid chlorhydric, pepsinogen sẽ được hoạt hóa thành pepsin, có khả năng phân hủy protein trong thức ăn, giúp cho quá trình tiêu hóa protein được thuận lợi. Có hai loại pepsinogen là pepsinogen 1 và pepsinogen 2. Pepsinogen 1 chủ yếu do các tế bào ở vùng đáy vị sản xuất. Pepsinogen 2 được sản xuất ở toàn bộ vùng phình vị, thân vị, hang vị và hành tá tràng. Bình thường, đa số pepsinogen được sản xuất sẽ tiết vào dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Một lượng nhỏ được lưu hành trong máu. Bình thường pepsinogen 1 trên 70 nanogram trên ml, pepsinogen 2 trên 7,5 nanogram trên ml và tỷ lệ pepsinogen 1 trên 2 lớn hơn 3. Những trường hợp pepsinogen 1 dưới 70 nanogram trên ml và tỷ lệ pepsinogen 1 trên 2 dưới 3 phản ánh tình trạng tiền ung thư và ung thư dạ dày. Nếu cả ba yếu tố pepsinogen 1, pepsinogen 2, tỷ lệ pepsinogen 1 trên 2 đồng thời giảm mạnh, chứng tỏ khả năng cao bệnh đã tiến triển đến giai đoạn ung thư, sẽ cần phải nội soi để khẳng định chẩn đoán. Các dấu ấn kháng nguyên ung thư. Các tế bào ung thư có gen đột biến
sẽ sản xuất ra các protein lạ với cơ thể, đó là các kháng nguyên ung thư. Khi các tế bào ung thư bị phá hủy, chết đi, các kháng nguyên ung thư này sẽ được giải phóng vào máu. Xét nghiệm các dấu ấn kháng nguyên ung thư này sẽ được ứng dụng trong tầm soát ung thư. Trong ung thư dạ dày có 3 dấu ấn hay được sử dụng là CA724, CEA và CA199. CA724 là một glycoprotein có ở nhiều loại tế bào như buồng trứng, đại tràng, vú, tụy và đặc biệt là các tế bào ung thư biểu mô ở dạ dày. Bình thường, giá trị CA724 dưới 6,9 microgram trên ml. Giá trị này tăng nhẹ ở những người hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích. CA724 tăng cao trong các trường hợp ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng, ung thư đại tràng, ung thư tụy. CA724 cũng tăng trong các bệnh lý lành tính như viêm tụy, xơ gan, viêm phổi, viêm ruột. Cần nhấn mạnh rằng có nhiều trường hợp ung thư dạ dày nhưng không tăng CA724. Nhiều người lầm tưởng rằng cứ CA724 tăng cao là bị ung thư dạ dày. Không phải như vậy. Khi CA724 tăng cao, đặc biệt kết hợp với các dấu ấn ung thư khác như CEA, CA199 thì có ý nghĩa là người bệnh có nguy cơ bị ung thư dạ dày cao. Cần kết hợp với các phương pháp khác, đặc biệt là nội soi dạ dày để xác định chẩn đoán hoặc loại trừ. CA724 rất có ý nghĩa trong tiên lượng điều trị ung thư dạ dày. Ngay khi phát hiện ung thư dạ dày, nếu CA724 hoặc kết hợp với CEA và CA199 dương tính thì nguy cơ tái phát ung thư sẽ cao dù khối u hiện tại chưa có di căn. CA724, CEA và CA199 rất hay được sử dụng để theo dõi ung thư dạ dày tái phát. Thông thường, sau điều trị phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, các dấu ấn ung thư này sẽ giảm đi và trở về bình thường. Ngược lại, nếu các dấu ấn ung thư này không giảm hoặc tăng lên là dấu hiệu của ung thư dạ dày tái phát. Chụp X quang dạ dày có uống thuốc cản quang. Đây là phương pháp chẩn đoán phổ biến trước đây. Người bệnh nghiện ăn, uống thuốc cản quang có bari. Sau đó, thông qua hình ảnh gián tiếp của khối u tác động lên sự động thuốc cản quang để chẩn đoán. Phương pháp này ngày nay ít được áp dụng vì không chính xác, không phát hiện được các tổn thương ở giai đoạn sớm. Và một lý do nữa là do nội soi ngày càng tỏ ra giá trị ưu việt nên X quang ít được sử dụng. Chụp CT scanner. Đây là phương pháp không xâm lấn, có thể chụp MS-CT, PET-CT kết hợp với dựng hình dạ dày 3D hay còn gọi là nội soi dạ dày ảo. Ưu điểm của phương pháp này là không gây khó chịu, có thể đánh giá được tình trạng xâm lấn của khối u vào các lớp ở dạ dày cũng như di căn hạch và các tạng xung quanh. Tuy nhiên, giá thành đắt và không thể sinh thiết được khối u, một tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định ung thư dạ dày. Nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày là phương pháp dùng ống soi mềm, đầu có gắn camera, đi từ miệng, qua họng, qua thực quản, xuống dạ dày, vào hành tá tràng và tá tràng. Đây là phương pháp tối ưu để chẩn đoán xác định và loại trừ ung thư dạ dày, được sử dụng rộng rãi để tầm soát ung thư dạ dày. Qua nội soi, ta có thể lấy được mẫu bệnh phẩm để tìm vi khuẩn HP, một loại xoắn khuẩn rất thường gặp làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Mẫu bệnh phẩm này có thể được sử dụng để làm clot test, làm giải phẫu bệnh, hoặc trong một số trường hợp khó kháng thuốc sẽ được sử dụng để nuôi cấy tìm vi khuẩn HP, từ đó làm kháng sinh đồ, lựa chọn loại kháng sinh phù hợp để diệt được HP. Nội soi dạ dày là phương pháp duy nhất để thực hiện sinh thiết làm giải phẫu bệnh, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư dạ dày. Chính vì vậy, nội soi dạ dày là khâu cuối và là khâu không thể thiếu khi tầm soát ung thư dạ dày. Khám lâm sàng nghi ngờ ung thư dạ dày cũng chỉ định nội soi dạ dày. Xét nghiệm máu, pepsinogen và các dấu ấn kháng nguyên ung thư dạ dày tăng cũng chỉ định nội soi dạ dày. Chụp CT scanner dựng hình, nội soi dạ dày ảo nghi ngờ ung tổn thương cũng cần chỉ định nội soi dạ dày. Không những vậy, nội soi có thể chẩn đoán các tổn thương tiền ung thư như viêm mạn tính niêm mạc dạ dày, viêm teo niêm mạc dạ dày, loạn sản ruột, dị sản ruột. Ngày nay, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật được ứng dụng ngày càng nhiều trong nội soi như nội soi nhuộm màu, nội soi giải tần hẹp NBI,
Nội soi phóng đại càng làm tăng giá trị tuyệt đối của nội soi dạ dày trong tầm soát, phát hiện sớm ung thư dạ dày. Không những thế, qua nội soi có thể can thiệp điều trị, cắt hớt niêm mạc khi tổn thương ung thư mới chỉ khu trú ở niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc. Bệnh nhân chữa khỏi ung thư từ giai đoạn sớm mà không phải phẫu thuật, hóa chất hay xạ trị. Tỷ lệ tầm soát phát hiện sớm ung thư dạ dày ở Nhật Bản rất cao, tới 90%. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc là 60%. Đáng buồn, ở nước ta tỷ lệ này mới đạt 5%. Vậy làm thế nào để tầm soát phát hiện sớm được ung thư dạ dày? Nó đòi hỏi sự tham gia của cả người bệnh và hệ thống y tế. Trong đó chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng vai trò của người bệnh đặc biệt quan trọng. Y tế dù có phát triển đến đâu, các hệ thống máy móc có hiện đại đến đâu, các quy trình tầm soát ung thư dạ dày có tốt đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng người bệnh các triệu chứng muộn, đến viện muộn thì chúng ta không thể phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm được. Cơ thể là của các bạn, chỉ khi lắng nghe cơ thể của mình, các bạn mới phát hiện được các cái dấu hiệu, các triệu chứng bất thường ở giai đoạn rất là sớm. Ngay khi giai đoạn này chúng ta đi khám và tầm soát sớm thì khả năng phát hiện tầm soát ung thư dạ dày sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ nội soi tiêu hóa, sẽ ngày một hoàn thiện về chuyên môn, máy móc cũng sẽ được trang bị hiện đại hơn và các quy trình sàng lọc, các quy trình tầm soát ung thư cũng sẽ ngày một hợp lý hơn để chúng ta tầm soát được sớm ung thư dạ dày.